Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố có sự sụt giảm trong quý 2 năm nay, chỉ tăng nhẹ 0,21% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi mức tăng của quý 1 là 7,8%. Tính chung cả 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạt mức tăng trưởng 3,74%, chỉ bằng một nửa mức tăng của cùng kỳ năm 2022. Lĩnh vực thương mại dịch vụ tiếp tục là trở thành trụ đỡ chính cho kinh tế thành phố. Theo đó, kết thúc quý 2 năm 2023, quy mô nền kinh tế Đà Nẵng đạt gần 64.800 tỷ đồng, mở rộng hơn 5.318 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Riêng khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với gần 4.810 tỷ đồng, chiếm đến 69,2% trong cơ cấu GRDP của thành phố. Với mức tăng hơn 19%, lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục trở thành trụ đỡ chính cho kinh tế thành phố. Theo cái nghị quyết 43, thì chúng ta đã đi lệch về cái hướng dịch vụ so với cái công nghiệp xây dựng. Điều này có thể cho thấy rằng là cái công nghiệp và cái xây dựng chúng ta đã chưa đạt được cái mục tiêu trong 6 tháng đầu năm. Theo cá nhân tôi thì cũng chưa đến mức quá lo lắng trong cái vấn đề về chuyển dịch cơ cấu này. Thì khi mà hoạt động này khôi phục thì tôi nghĩ rằng cái giá trị tạo ra của cái ngành này nó sẽ đảm bảo và nó sẽ chuyển dịch lại theo cái xu hướng, theo đúng cái nghị quyết. Theo phân tích của Cục Thống kê Đà Nẵng, với con số tăng trưởng 3,74% của 6 tháng đầu năm, mục tiêu tăng 7% cả năm nay theo kế hoạch được đánh giá là thách thức trong bối cảnh các khó khăn của nền kinh tế vẫn còn tồn tại. Những biến động từ kinh tế thế giới còn tiếp tục. Chúng ta cần bám sát những cái ngành chiếm tỷ trọng cao mà trong thời gian 6 tháng vừa qua chúng ta chưa thể khắc phục được mà làm kéo theo cái tốc độ không theo như kỳ vọng. Ví dụ như ngành công nghiệp chế biến chế tạo, cái này cũng phải có cái chính sách cụ thể. Cái thứ hai là cái ngành xây dựng, cái thứ ba là ngành kinh doanh bất động sản và đặc biệt là cái ngành y tế phát triển. Đây là cái tổng mức của cái nhu cầu ấy. Thì tuy nhiên thì trong giai đoạn qua thì cái ngành y tế cũng có cái xu hướng là giảm. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế trung lập khi đặt nền kinh tế Đà Nẵng trong tình hình kinh tế chung của cả nước và quốc tế lại cho rằng mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay Đà Nẵng hoàn toàn có thể đạt được. Thì đương nhiên lợi thế của mình là bất động sản du lịch và cái điểm đến về khách du lịch. Đâu đó 5 tháng đầu năm đã ngót 1 triệu khách rồi. Thì bất động sản gắn với du lịch đấy là cái một trong ba trụ cột chính mà tôi đánh giá rất là hợp lý. Can thiệp chính sách không chỉ ở tầm chính phủ mà địa phương. Thì những cái gì có thể làm được để có thể hỗ trợ về mặt doanh nghiệp. Bởi vì chỉ khi nào mà pháp lý bất động sản được tháo gỡ thì tín dụng ngân hàng mới chảy, thì trái phiếu mới được phát hành, thì mới có cơ chế giao dịch chuyển nhượng M&A các dự án để có thể tự thị trường tự tái cấu trúc để có thể vận hành trở lại. Thì cái hạt nhân tăng trưởng thì nó phải xuất phát từ cái hoạt động của doanh nghiệp. Thì nếu như cái doanh nghiệp mà nó bị giảm đầu tư thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tăng trưởng của các lĩnh vực ngành nói riêng và kinh tế thành phố nói chung. Hiểu được cái điều này thì ở cấp độ trung ương, ngân hàng nhà nước cũng có thể là điều hành cái chính sách lãi suất hạ thấp, cũng như là chính quyền địa phương cũng có các cái chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp thế hay là các cái chính sách hỗ trợ cấp để mà có thể phục hồi. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thương mại, đầu tư, đi lại, tiêu dùng toàn cầu suy giảm, kinh tế thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng qua tăng 3,74%, chưa phải là mức tăng trưởng cao. Nhưng đây là kết quả tích cực đáng ghi nhận, tạo tiền đề để Đà Nẵng tiếp tục hướng đến mục tiêu quyết tâm thực hiện chủ đề năm 2023 là năm tập trung khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, theo nghị quyết của Thành ủy Đà Nẵng đề ra.